Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Australia, 12 nước và khu vực gồm Mỹ, Australia, Canada, Liên minh châu Âu EU, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Anh, Qatar đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tình hình giữa Liban và Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 là không thể chấp nhận được, làm dấy lên nguy cơ gia tăng bạo lực lan rộng hơn trong khu vực. Tuyên bố khẳng định thực tế này không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, kể cả người dân Israel lẫn người dân Liban. Tuyên bố cũng nhấn mạnh đã đến lúc phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giúp người dân ở cả hai bên chiến tuyến được trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, ngoại giao không thể thành công trong bối cảnh xung đột này gia tăng. Vì vậy, 12 nước và khu vực kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trên khắp biên giới Liban-Israel để tạo không gian cho ngoại giao hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thực hiện Nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuyên bố có đoạn, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên, bao gồm cả chính phủ Israel và Liban, ngay lập tức chấp thuận lệnh ngừng bắn tạm thời phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời gian này và tạo cơ hội thực sự cho một giải pháp ngoại giao. Sau đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ toàn diện mọi nỗ lực ngoại giao để tiến tới việc ký kết một thỏa thuận giữa Liban và Israel trong thời gian này dựa trên những nỗ lực trong nhiều tháng qua nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng này. Trước tình hình giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah của Liban gia tăng nhanh chóng trong vài ngày qua, với thương vong dân thường lớn, buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm qua phải tiến hành thêm một cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel tuyên bố một cuộc đổ bộ vào Liban là có thể. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói, địa ngục đang mở ra ở Liban. Tôi khẩn cầu Hội đồng Bảo an cùng hành động để giúp dập tắt ngọn lửa đang cháy. Các bên xung đột phải ngay lập tức trở lại lệnh ngừng bắn và tái thực hiện đầy đủ các nghị quyết 1559 và 1701. Dân thường phải được bảo vệ, luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Đối với tất cả các bên, chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng rõ ràng, hãy ngừng thương vong và phá hủy, giảm bớt lời lẽ đe dọa, lùi lại khỏi bờ vực, phải tránh một cuộc giao tranh toàn diện bằng mọi giá. Chắc chắn đó sẽ là một thảm họa toàn diện. Liban, Israel và thế giới không thể để Liban trở thành một Gaza khác. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, đường ranh giới xanh, biên giới Israel và Liban đã chứng kiến căng thẳng trong nhiều năm qua. Nhưng một năm trở lại đây, kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra, giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban đã mở rộng về phạm vi, mức độ và cường độ. Hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương ở Liban trong vài ngày qua đang là đỉnh điểm của sự gia tăng căng thẳng. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cũng nhấn mạnh vào những vi phạm của nhóm vũ trang Hezbollah đối với Nghị quyết 1559 về việc tích lũy vũ khí, Nghị quyết 1701 về sự giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Đại diện của Mỹ cảnh báo một cuộc xung đột toàn diện có thể xảy ra nếu các bên không chấp nhận đề xuất ngừng bắn để đối thoại. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, ngoại giao không phải là điều không thể tránh khỏi. Một giải pháp ngoại giao thực sự có thể thực hiện được. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã làm việc với các đối tác Mỹ của mình về đề xuất ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày để cho phép đàm phán. Đề xuất sẽ sớm được công bố chi tiết và chúng tôi tin tưởng rằng cả hai bên sẽ chấp nhận và không chậm trễ để bảo vệ dân thường và cho phép các cuộc đàm phán ngoại giao bắt đầu. Bộ Y tế Liban cho biết, ít nhất 492 người đã thiệt mạng và 1.645 người khác bị thương sau khi Israel không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở nước này. Đây là số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất ở Liban kể từ khi cuộc nội chiến 1975-1990 kết thúc. Theo BBC và The Guardian, hàng chục nghìn người đã chạy khỏi các thị trấn và làng mạc ở Nam Liban, dọc theo con đường hướng về thủ đô Beirut khi Israel mở đợt tấn công dữ dội nhất trong gần một năm xảy ra xung đột xuyên biên giới. Theo Bộ Y tế Liban, trong số những người thiệt mạng có 35 trẻ em và 58 phụ nữ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, quân đội nước này đã thay đổi sự cân bằng an ninh dọc biên giới phía Bắc. Phát biểu trong một cuộc họp an ninh diễn ra vào hôm 23 tháng 9, nhà lãnh đạo này tuyên bố, tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ thay đổi sự cân bằng an ninh, sự cân bằng quyền lực ở phía Bắc và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.
Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hoji Halevi nói, quân đội Israel đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo ở Liban và ông sẽ giải thích thêm sau. Về cơ bản, chúng tôi đang nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến đấu mà Hezbollah đã xây dựng trong 20 năm qua, điều này rất quan trọng. IDF cho biết đã tấn công 1.300 mục tiêu của Hezbollah và đó là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào nhóm vũ trang ở Liban này kể từ khi cuộc xung đột ở dải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, khi Hezbollah bắt đầu các cuộc tấn công vào Israel để hỗ trợ Hamas. Israel đã không kích vào thung lũng Beka, mở cuộc tấn công trên không thứ hai vào thủ đô Beirut của Liban trong vòng một tuần và không kích có giới hạn ở vùng ngoại ô Dahiye. Truyền thông Israel đưa tin, mục tiêu của cuộc không kích là Ali Kazaki, chỉ huy quân sự số 3 của Hezbollah, dù nhóm này cho biết ông đang ở một địa điểm an toàn và không bị thương trong cuộc tấn công. Theo TOI, người dân Israel đã phải ẩn nấp khi Hezbollah nã hơn 200 quả rocket vào nước này chỉ trong ngày 23 tháng 9, kích hoạt báo động ở Bắc Israel gần Haifa và xa hơn ở phía Nam, song không gây ra thương vong lớn. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel đã tổ chức một cuộc họp báo trên truyền hình. Trong đó, một phát ngôn viên của lực lượng này tuyên bố họ đã chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm trên bộ vào Liban nếu cần thiết. Tướng Daniel Hagari nhắc lại rằng, Israel không muốn xung đột, nhưng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo an ninh ở biên giới phía Bắc của đất nước này. Trước tình hình Israel liên tục không kích Liban nhằm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực, Nga và Mỹ đã kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Theo Time of Israel, trong ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện 3 đợt không kích diện rộng tại Liban, bao gồm một cuộc tập kích tại thủ đô Beirut nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Các quan chức của Tel Aviv tiết lộ, các mục tiêu của việc không kích là làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực thông qua việc phá hủy các phương tiện quân sự của Hezbollah và nhiều biện pháp khác. Nguồn tin của Time of Israel cho biết, chúng tôi đang nối tiếp các chiến dịch tiêu diệt chỉ huy Hezbollah Ibrahim Aquin. Tel Aviv có hai mục tiêu chính, đầu tiên là thể hiện sự răn đe trước Hezbollah và đảm bảo người dân Israel có thể trở về nhà. Mục tiêu thứ hai là làm suy yếu trục Iran. Một quan chức khác nói rằng, lực lượng phòng vệ Israel sẽ dừng chiến dịch nếu Hezbollah đáp ứng yêu cầu của Tel Aviv, đồng thời bao gồm việc rút khỏi biên giới phía Bắc của Israel. Quan chức này nói, đối phương biết rõ yêu cầu của chúng tôi. Nếu họ không thực hiện, chiến dịch của IDF sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ sự quan ngại của Nga về tình hình ở Liban. Ông Peskov kêu gọi các bên kiềm chế, nhấn mạnh không được để xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông. Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan khẳng định, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang nỗ lực để tìm cách giảm căng thẳng tại biên giới Israel-Liban, đồng thời muốn Tel Aviv tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn cản cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Liban. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay, Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía Bắc đất nước vào ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao. Chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiền đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra, vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Gordin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel, cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Liban. Trích tuyên bố của IDF, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Hezbollah, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn. Tuần trước, quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ dải Gaza đến khu vực biên giới phía Bắc đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền Bắc Israel, Thiếu tướng Gordin nhấn mạnh, các hoạt động quân sự ở Liban đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 24 tháng 9 cũng ám chỉ khả năng tiến công trên bộ vào Liban. Ông Gallant nói với các binh sĩ, các bạn cần hiểu rằng có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngày 25 tháng 9, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân thuộc dòng Hồi giáo CIA đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào một địa điểm quan trọng ở Eilat, thành phố cảng miền Nam Israel. Nhóm này tuyên bố rằng
Vụ tấn công trên được thực hiện nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine và Liban, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel. Tuy nhiên, nhóm này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của họ cũng như con số thương vong. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, còi báo động đã được kích hoạt ở Eilat sau khi phát hiện có sự xâm nhập của hai thiết bị bay không người lái. Một tàu của Hải quân Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái nêu trên, trong khi chiếc còn lại đã rơi xuống khu vực cảng Eilat. Theo thống kê sơ bộ, có hai người bị thương nhẹ trong vụ việc này. Trước đó, cũng trong ngày 25 tháng 9, nhóm trên tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel. Kể từ khi bùng phát xung đột ở Gaza vào hồi tháng 10 năm ngoái, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ ở trong khu vực. Động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ người Palestine ở Gaza. Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, ngày 25 tháng 9, Pháp và Mỹ đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày tại Liban sau nhiều ngày Israel tấn công lực lượng Hezbollah. Ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Liên Hợp Quốc, Paris đã công bố đề xuất này tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết Pháp và Mỹ đang đề xuất lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh, điều cấp bách là tất cả các bên liên quan phải kiên quyết tham gia vào con đường giảm leo thang. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời cảnh báo địa ngục đang mở ra. Phát biểu khai mạc phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Guterres bày tỏ lo ngại về sự leo thang xung đột tại Liban sau các cuộc không kích của Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Tổng thư ký kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt ngừng bắn tạm thời. Về phần mình, Israel cho biết họ hoan nghênh hoạt động ngoại giao trong vấn đề Liban nhưng tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Hezbollah. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran cảnh báo rằng khu vực đang bên bờ vực của một thảm họa toàn diện. Nếu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, tái khẳng định lập trường của Ankara ủng hộ Liban. Trong cuộc gặp của người đồng cấp Liban, ông Abdallah Bouhabib bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Fidan tuyên bố các cuộc tấn công của Israel vào Liban là không thể chấp nhận được và kéo khu vực vào vòng hỗn loạn. Trong những ngày gần đây, Hezbollah đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống Israel khi giao tranh giữa nhóm vũ trang ở Liban này và quân đội Israel leo thang mạnh. Song, cho tới giờ, Iran vẫn kiềm chế. Hai quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây nói với hãng tin Axios của Mỹ. Họ cho biết thêm, Iran đã khước từ đề nghị của Hezbollah với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp vì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang ở New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo các quan chức trên, nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel thì khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc. Trong cuộc họp báo ngắn với các phóng viên vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Iran Pezeshkian cho hay Israel là bên muốn mở rộng xung đột ở khu vực và nhấn mạnh Iran không muốn rơi vào cái bẫy này. Trước đó, một quan chức cấp cao của Israel tuyên bố nội các an ninh đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel IDF là tránh các động thái có thể tạo cho Iran lý do hoặc cái cớ để tham chiến. Hiện phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và người phát ngôn của Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận. Israel và Hezbollah đã giao tranh dữ dội trong hai tuần qua. Đây là cuộc xung đột lớn nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2006 ở Liban. Các cuộc tấn công của Israel vào hàng nghìn mục tiêu của Hezbollah tại Liban đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, trong đó nhiều người là thường dân và khiến hàng nghìn người bị thương. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi Nam Liban. Thứ Ba, ngày 24 tháng 9, IDF đã mở một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban, tiêu diệt người đứng đầu lực lượng tên lửa rocket của Hezbollah là Ibrahim Kubasi. Hơn 1 triệu người Israel từ khu vực Haifa đến biên giới với Liban đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Hezbollah phóng đi để chống lại Israel. Hầu hết đã bị chặn lại nhưng vẫn có một số người bị thương. Theo hãng tin CNN, ngày 25 tháng 9, Israel đã chặn tên lửa do Hezbollah bắn vào gần Tel Aviv, một cuộc tấn công chưa từng có của nhóm vươn sâu vào các trung tâm thương mại của Israel và đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột giữa hai bên. Người dân ở Tel Aviv và thành phố miền Trung Netanya thức dậy vì tiếng còi báo động khi Israel thông báo hệ thống phòng không của nước này đã chặn một tên lửa đất đối đất. Quân đội Israel thông tin, đây là lần đầu tiên một tên lửa do Hezbollah bắn bay gần thành phố. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong trong cuộc tấn công mới nhất của Hezbollah. Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo Quds-1 nhắm vào trụ sở của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Mossad bị cáo buộc gây ra các cuộc tấn công nhằm vào các thành viên của Hezbollah,
trong đó có vụ nổ phối hợp hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm vào tuần trước. Đây được cho là tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Hezbollah phóng về phía Israel và được bắn để ủng hộ những người Palestine kiên cường ở Gaza, cũng như bảo vệ Liban và người dân của đất nước. Theo quân đội Israel, tên lửa đã bị chặn gần Tel Aviv, thành phố có hơn 4 triệu người trên bờ biển Địa Trung Hải. Lực lượng không quân Israel đã đáp trả bằng cách tấn công bệ phóng của tên lửa này ở khu vực Nafakiev, miền nam Liban. Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Sosani mô tả tên lửa của Hezbollah bắn gần Tel Aviv là nặng và tầm xa. Ông nói, đây là lần đầu tiên Hezbollah bắn về phía Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Liban cũng sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế của Israel. Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 280 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong ngày 25 tháng 9, kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023 ở Gaza. Hezbollah đã bắn hàng trăm quả tên lửa và máy bay không người lái từ Liban vào miền bắc Israel. Vụ đánh chặn tên lửa của Hezbollah gần Tel Aviv diễn ra vài ngày sau khi các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah khiến hơn 500 người trên khắp Liban thiệt mạng. Ngày 23 tháng 9 là ngày chết chóc nhất của Liban trong gần hai thập kỷ. Ngày 24 tháng 9, Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào một căn cứ hải quân ở bờ biển Địa Trung Hải phía bắc của Israel, nơi có một đơn vị biệt kích hải quân tinh nhuệ của Israel. Trước đó, họ tấn công hàng loạt căn cứ quân sự khác của Israel. Theo thông tin từ quân đội Israel, đơn vị Seyetes 13 hoạt động từ căn cứ hải quân Anlit thực hiện các hoạt động phá hoại chiến lược xuyên qua biên giới của đối phương, bao gồm cả việc làm hư hại các công trình thiết yếu trong thời gian chiến sự và các cảng biển của đối phương. Sáng ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã nghe thấy tiếng chuông báo động ở khu vực Anlit, phía nam thành phố Haifa. IDF cho biết không có thương vong nào được báo cáo. Họ không cho biết liệu căn cứ hải quân có bị nhắm mục tiêu hay không. Hezbollah đã giao tranh với Israel kể từ ngày 23 tháng 9, khi Israel tiến hành các cuộc không kích trên khắp Liban, làm hơn 569 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng tiết lộ, họ đã thực hiện một loạt các cuộc không kích mở rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Hezbollah trước đó đã cho biết đã phóng nhiều đợt rocket vào miền bắc Israel trong đêm, nhắm vào căn cứ không quân Ramat David, sân bay Megiddo và căn cứ Amos. Tất cả đều nằm gần thị trấn Afula, miền bắc Israel. Ngoài ra, Hezbollah đã xác nhận cái chết của một trong những chỉ huy cấp cao của họ, Ibrahim Kubasi. Nhóm vũ trang này cho biết trong một thông báo vào ngày 24 tháng 9 rằng ông đã hy sinh trên con đường dẫn đến Jerusalem, ám chỉ đến những người chiến đấu để hỗ trợ người dân ở Gaza, nhưng không đi vào chi tiết. Họ cũng cho biết ông còn được biết đến với tên gọi Abu Musa và sinh ra ở Jeddah, miền nam Liban vào năm 1962. Trước đó, quân đội Israel đã cho biết Kubasi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích cùng với hai chỉ huy khác ở phía nam Beirut. Kubasi đã chỉ huy nhiều đơn vị tên lửa của Hezbollah, theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel. Cuộc tấn công mới nhằm vào Hezbollah đã làm dấy lên nỗi lo rằng gần một năm xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Palestine Hamas ở Gaza đang leo thang và có thể gây mất ổn định khu vực Trung Đông. Anh đã khuyến cáo công dân của mình rời Liban và cho biết họ đang chuyển 700 quân đến Sip để giúp công dân sơ tán. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết sẽ họp vào ngày 25 tháng 9 để thảo luận về cuộc xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói, Liban đang đứng trên bờ vực, người dân Liban, người dân Israel và nhân dân thế giới không thể để Liban trở thành một Gaza khác. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.